khoảng 17h30 phút ngày 26 tháng 5, cách đảo Cồn Cỏ, tỉnh Quảng Trị khoảng 0,5 hải lý về hướng Tây Bắc. Tàu cá do ông Hoàng Ngọc An, 50 tuổi, trú thôn Xuân Lộc, xã Do Việt, huyện Do Linh, tỉnh Quảng Trị, đi đánh bắt và thu mua hải sản, bị một tàu QNA-90299TS đến từ tỉnh Quảng Nam đâm vào khiến tàu bị gãy và chìm xuống biển. Cú tông mạnh khiến 6 thuyền viên trên tàu ông An rơi xuống biển và được các tàu xung quanh ứng cứu kịp thời. Đến 21 giờ cùng ngày, 6 thuyền viên gặp nạn được đưa vào đồn biên phòng Cồn Cỏ chăm sóc sức khỏe. Giữa hai tàu cá có quan hệ mua bán và xảy ra mâu thuẫn. Ngày 26 tháng 5, hai bên xảy ra cự cãi rồi rượt đuổi nhau trên biển. Tàu cá Quảng Trị chạy vào khu vực gần bờ, rồi dừng lại thì bị tông chìm. Trung tá Hoàng Bách Tùng, đồn trưởng đồn biên phòng Triệu Vân, biên phòng tỉnh Quảng Trị cho biết, hiện tàu cá mang số hiệu QNA-90299TS do ông Trần Công Tăng, 47 tuổi, trú tại Núi Thành, tỉnh Quảng Nam, làm thuyền trưởng. Trên tàu có 14 thuyền viên đã cập tại trạm kiểm soát biên phòng Phó Hội. Hiện có 2 thuyền viên trên tàu này được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị. Các thuyền viên còn lại lên bờ kiểm tra sức khỏe, tiến hành viết tường trình vụ việc, cùng phối hợp với cơ quan chức năng xử lý theo quy định pháp luật.